Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Lâm kịp thời bừng tỉnh, chặn đứng âm mưu thâm độc của Linh. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Tình Yêu Bất Tử. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Sau khi cãi nhau một trận nảy lửa với Lâm, Thảo cảm thấy hết sức đau lòng. Từ trước đến giờ, cô ấy chưa bao giờ cãi nhau với anh trai của mình, nhưng lần này Thảo không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Thảo không muốn anh trai của mình cứ đắm chìm trong đau thương như vậy, nên đã có những lời lẽ rất nặng nề đối với Lâm. Sau đó, Thảo cũng cảm thấy rất ân hận vì những lời nói khó nghe của mình khi nói với anh trai. Chính vì vậy, trong suốt mấy ngày liền, Thảo gần như bỏ ăn vì lo lắng cho anh trai cũng như cho gia đình của mình. Khi Thảo gặp bà Hằng để bàn bạc về kế hoạch từ thiện sắp tới, nhìn vẻ mặt tiều tụy của Thảo, bà Hằng vô cùng xót xa. Bà ta nói rằng chuyện gì thì cũng có cách giải quyết của nó, nhưng Thảo cũng phải biết tự chăm sóc cho bản thân, sức khỏe mới là quan trọng. Thảo buồn bã kể cho bà Hằng nghe chuyện mình cãi nhau với anh trai. Trước lời an ủi của bà Hằng, Thảo cũng đã đỡ buồn hơn một chút. Còn về phần của Linh, bởi vì nghe tin chú Trí, một cổ đông lớn của công ty, bán hết cổ phần, Linh cũng bắt đầu lo lắng cho số cổ phần mà mình đang có trong công ty. Nếu chẳng may công ty Đại Dương gặp vấn đề không thể xử lý được, thì chẳng khác nào Linh cũng sẽ bị mất hết tất cả. Không được, cô ta chỉ có thể muốn thêm mà không muốn bớt. Chính vì vậy, để bảo vệ số tài sản còn lại của mình, Linh đã tìm cách để im lặng. Chờ đến thứ hai, cô ta âm thầm bán hết cổ phần của mình cho người khác. Ngay ngày hôm sau, trong cuộc họp cổ đông của công ty, ngoài những thành viên của buổi họp trước, còn có sự tham gia của Lâm với cương vị là người thừa kế của tập đoàn. Anh đã trở lại đúng lúc và kịp thời. Lâm đã phải nén một hơi thật dài để thông báo với mọi người rằng, anh ấy cũng sẽ bán hết số cổ phần của mình để bảo vệ tài sản, nhường công ty Đại Dương cho những người có tiềm lực kinh tế mạnh hơn. Lâm nghĩ đó là cách tốt nhất trong giai đoạn này. Trước thông tin này của Lâm, Thảo rất ngạc nhiên vì không nghĩ rằng cách giải quyết của anh trai lại là bảo vệ tài sản, chứ không phải bảo vệ công ty. Cô còn nghĩ là Lâm đang bị cái gì đó nên mới nói ra những lời như vậy. Nhưng Lâm đã giải thích rằng, chú Trí là người đã gắn bó rất lâu với công ty, mà còn muốn bán hết số cổ phần của mình, thì chứng tỏ công ty Đại Dương đã không còn cơ hội để vực dậy được nữa. Người làm ăn kinh doanh thì phải nghĩ tới lợi ích lâu dài, bán đi không có nghĩa là không làm lại được. Bây giờ giao cho chủ mới cũng là một cách hay, chứ cố gắng vùng vẫy ở đây chẳng khác nào là tự mình chờ chết. Lâm cũng đã có kế hoạch với số cổ phần đó, anh cũng sẽ gây dựng một công ty khác như cách mà ngày trước ông Minh đã làm. Chỉ là không còn cái tên Đại Dương như bây giờ nữa mà thôi. Thảo cũng đừng nên oán trách mọi người làm gì, bởi vì không phải chỉ có một mình chú Trí đã thanh lý số cổ phần đó, mà cả chú Bằng và Linh nữa. Họ cũng đang ra bán số cổ phần của mình. Một mình Lâm thì không thể nào cứu vãn được mọi thứ trong tình thế bất ổn như vậy. Thảo nghe đến đây thì ngơ ngác nhìn về phía của Linh, còn Linh thì vì quá xấu hổ nên chỉ biết cúi mặt xuống. Cô ta nói rằng cô ta cũng có suy nghĩ giống như Lâm. Cô ấy cũng muốn nói lên điều này nhưng vẫn còn e ngại. Giờ thì Lâm cũng đã nói ra hết rồi, nên Linh cũng sẽ làm theo quyết định của Lâm. Với sự xảo trá của Linh, liệu Lâm và Thảo sẽ xử lý cô ta như thế nào? Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình Yêu Bất Tử. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.